Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Kim đến từ nha khoa Thùy Anh. Có thể các bạn đã biết, quan niệm về vẻ đẹp mỗi thời một khác. Thời xưa, ông bà ta có tục ăn trầu nhuộm răng đen, thế nên nhà thơ Hoàng Cầm đã từng viết: những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng. Ngày nay, tiêu chuẩn về một nụ cười đẹp là một hàm răng đều, trắng sáng. Con người chúng ta luôn bị ám ảnh bởi những khuyết điểm dù là nhỏ nhất trên cơ thể, và đặc biệt là những ai đang có nụ cười không đẹp, họ luôn có ám ảnh muốn cải thiện càng sớm càng tốt. Bóng sứ vùng thẩm mỹ chính là một trong những giải pháp có thể đem lại cho các bạn hàm răng đều, đẹp, trắng sáng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, bóng sứ là một thủ thuật có thể xâm lấn đến tủy và phải lấy tủy. Vậy nên ngày hôm nay mình sẽ trao đổi và giải đáp với các bạn về vấn đề có nên lấy tủy để bọc răng sứ cho vùng răng cửa hay không? Liệu rằng sau khi lấy tủy, răng có thực hiện chức năng và thẩm mỹ lâu dài được hay không? Nào, các bạn cùng mình bắt đầu các bạn nhé! Đầu tiên thì chúng mình cần hiểu rõ hơn về tủy răng. Như bạn có thể nhìn thấy trên hình, tủy răng là thành phần trong cùng chứa mạch máu và thần kinh của chính chiếc răng đó, được ví như là trái tim của răng. Chúng có 3 chức năng chính. Thứ nhất là chức năng dinh dưỡng, nuôi dưỡng toàn bộ các thành phần sống trong phức hợp ngà tủy. Thứ hai là chức năng thần kinh, tủy răng cảm nhận và dẫn truyền cảm giác khi có các kích thích tác động lên răng, bao gồm ê, buốt, nóng, lạnh và cảm giác về lực tác động như là chấn thương. Và cuối cùng là chức năng bảo vệ, được thực hiện thông qua 2 quá trình gồm tái tạo ngà và đáp ứng miễn dịch, có phần duy trì sự sống và lành mạnh của răng. Thứ hai, bóng sứ là gì? Bóng sứ hiểu đơn giản là sự thay đổi vỏ bọc bên ngoài của răng bằng vật liệu sứ sinh học. Do đó, chúng có ưu điểm là thay đổi được hình thể và màu sắc. Tuy nhiên, với những hàm răng hô móm nặng hoặc là khớp cảnh nặng có mong muốn làm răng đều, đẹp thì bác sĩ và bệnh nhân sẽ đứng trước giữa hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, tốn thời gian và công sức hơn, đó là niềng răng trước và có thể bọc bóng sứ sau đó. Lựa chọn thứ hai, bác sĩ sẽ phải lấy tủy răng khi muốn mài nhiều mô răng hơn, từ đó nắn chỉnh được lệch lạc và khớp cảnh nhiều hơn. Đứng trước hai sự lựa chọn này thì tôi khuyên các bạn lựa chọn giải pháp số 1, đó là niềng răng trước, và không nên lựa chọn giải pháp lấy tủy răng khi răng khỏe mạnh để làm răng sứ thẩm mỹ. Vì sao? Các bạn cùng mình tìm hiểu các bạn nhé. Sau đây mình sẽ đưa cho các bạn một vài lý do các bạn cần lưu tâm đến nó. Thứ nhất, đó là khi tủy răng còn sống, ngà răng sẽ luôn được sinh ra và được nuôi dưỡng. Nó được ví như một chiếc đệm giúp phân tán, giảm tác dụng của lực nhai lên răng, cảm nhận lực nhai để tránh tối đa những răng chấn có hại cho răng. Với những răng đã bị lấy tủy, ngà răng sẽ dần thoái hóa và không được sinh ra thêm nữa. Vì vậy sẽ làm răng bị yếu và dễ dàng bị tổn thương hơn. Thứ hai, là với những trường hợp khớp cảnh nặng, sai tơ quan hai hàm nặng như là hô móm nặng đều có một khớp cắn không tốt. Việc mài răng để cố ép lấy tủy đưa về thẩm mỹ có thể khiến cho trục của chân răng và trục của răng sứ sai lệch lớn, gây nguy cơ nứt gãy chân răng về sau. Thứ ba là lý do liên quan đến tính thẩm mỹ lâu dài của răng sứ sau điều trị tủy. Như bạn có thể nhìn thấy trên hình, là hình ảnh chân răng bị đổi màu. Với những răng đã lấy tủy, thường thì sau vài năm sẽ bị đổi màu chân răng. Việc răng bị đen sau khi lấy tủy vài năm là không thể tin được, với tỷ lệ mắc rất là cao. Khi đó, ánh đen sẽ có thể hắt ra ngoài răng sứ lẫn lợi, gây mất thẩm mỹ, có thể hơn cả lúc chưa làm, đi ngược lại với mục đích làm đẹp ban đầu. Việc điều trị chân răng tối màu sau điều trị tủy với phương pháp không xâm lấn là không thể. Chỉ có một cách duy nhất, đó là nhổ răng và cắm chân răng nhân tạo mới. Điều này có nghĩa là nếu bạn lấy tủy bọc răng sứ sao cho đẹp, thì sau vài năm, chiếc răng lấy tủy đó có thể sẽ hắt màu đen ra ngoài vùng lợi xuyên qua răng sứ. Khi đó thì bạn sẽ chuyển từ cái xấu này sang cái xấu khác, chứ không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo ngay từ đầu. Ngày nay, với sự phát triển của y học và công nghệ vật liệu đem đến những kết quả điều trị y khoa với tỷ lệ thành công gần như là tuyệt đối. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà một thủ thuật y khoa lại không có những rủi ro thất bại đi kèm. Và với việc lấy tủy răng cũng vậy, cơ thể mỗi người là một cá thể riêng biệt, sẽ phản ứng khác nhau dù cùng trải qua một phương thức điều trị. Có những người khi điều trị tủy không được cơ thể chấp nhận, gây đau đớn. Sang chân tâm lý, chúng ta sẽ phải quyết định làm tiếp những thủ thuật xâm lấn hơn, ví dụ như là cắt chóp hoặc là nhổ răng. Đó chính là nguyên nhân thứ tư mà mình muốn nhắc đến. Điều trị tủy răng có thể thất bại. Và khi đó, từ suy nghĩ đơn giản ban đầu là lấy tủy răng đi để làm sứ cho đẹp, các bạn sẽ phải điều trị leo thang, thậm chí là phải đối diện với nguy cơ nhổ răng nếu việc điều trị tủy bị thất bại. Vậy nên, các bạn không nên lấy tủy trên răng khỏe mạnh để làm răng sứ thẩm mỹ. Khi các bạn có những hàm răng khớp khểnh hoặc là hô móm nặng, hãy lựa chọn giải pháp chỉnh nha trước. Với phương châm xem bệnh nhân như người nhà, giải pháp tối ưu, can thiệp tối thiểu cho kết quả bền vững. Quan điểm thẩm mỹ răng sứ của phòng khám luôn luôn là sự kết hợp song hành của 3 yếu tố. Thứ nhất là đẹp, thẩm mỹ cao về màu sắc và hình thể. Thứ hai là khỏe, răng sứ ăn nhai tốt. Thứ ba là tính bền vững, không lấy tủy, đảm bảo tính sống của tủy, giúp răng sứ thực hiện chức năng và thẩm mỹ lâu dài. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải hiểu rõ rằng việc lấy tủy răng là không xấu nếu dùng nó để cứu những chiếc răng bị nhiễm trùng.
Điều trị tủy được sinh ra là để cứu những chiếc răng đau nằm trong chỉ định phải nhổ bỏ trước đây. Ngày nay, con người cứ muốn làm đẹp thật siêu tốc nên mới sinh ra những chỉ định mới phản y khoa. Chính vì vậy, có nhiều nếp suy nghĩ in sâu trong tâm trí của bệnh nhân. Và người bác sĩ, ngoài nhiệm vụ điều trị còn phải có trách nhiệm khuyên bệnh nhân đi theo chỉ định đúng chuẩn khoa học. Và tiếp theo thì chúng mình sẽ trả lời câu hỏi thứ hai: răng sau điều trị tủy có thực hiện chức năng và thẩm mỹ lâu dài được hay không? Như các bạn có thể nhìn thấy trên hình, đây là một nghiên cứu khứ hồi trên 2.679 chiếc răng được điều trị bởi chuyên gia nội nhai, cho thấy kết quả tồn tại sau 20 năm của các răng đã được điều trị là trên 80%. Ở một nghiên cứu khác với độ tin cậy lớn nhất trong tháp bằng chứng, được lấy từ 31 bài báo cáo và 14 bài nghiên cứu từ năm 1993 đến năm 2007, cho thấy tỷ lệ tồn tại của răng sau điều trị tủy từ hơn 2 năm đến 10 năm là rất cao, từ 86% đến 93%. Qua đó, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, răng đã điều trị tủy vẫn có thể thực hiện chức năng và thẩm mỹ tương đối lâu dài nếu thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh lại, đây là những nghiên cứu về hiệu quả lấy tủy trên những răng bị bệnh, chứ không phải là lấy tủy trên những răng khỏe mạnh vì mục đích thẩm mỹ. Với những trường hợp răng bị bệnh, viêm nhiễm, nếu không điều trị thì sẽ có thể gây u nang xương hàm, tiêu xương, hôi miệng, lung lay, bắt buộc phải điều trị tủy và bọc sứ để có thể giữ răng ổn định trên cung hàm lâu nhất. Nó có ý nghĩa quan trọng khi bạn có thể giữ lại răng thật mà vẫn đảm bảo chức năng và thẩm mỹ, đồng thời đó cũng luôn là mong muốn của nha sĩ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hy vọng mình đã giúp các bạn được một phần nào đó thắc mắc. Và nếu các bạn có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe răng miệng cần được giải đáp, các bạn có thể comment đặt câu hỏi ở phần bên dưới, liên hệ qua fanpage trên Facebook của chúng mình. Bạn cũng có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về đau răng, điều trị tủy răng do đội ngũ chuyên môn phòng khám biên tập và thẩm duyệt. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những số lần sau. Mình là bác sĩ Kim đến từ Nha khoa Thùy Anh.